Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang truyền hình địa phương do Đài truyền thanh truyền hình Tuyên Hóa thực hiện. Chương trình được mở đầu với phản ánh về một tấm gương thầy giáo làm kinh tế giỏi. Phần của chương trình có phòng sư, bệnh viện đa khoa huyền Tuyên Hóa với công tác phòng chống dịch COVID-19. Bên giờ là nội dung chi tiết. vì và gặp bàn không chỉ là một người thầy say mê với sự nghiệp trong người, thầy giáo Đinh Quang Huy, giáo viên trường tiểu học Đông Hóa còn là một tấm gương điển hình trong phong trào làm kinh tế giỏi ở địa phương. Với sự cần cù chịu khó và những nỗ lực không mệt mỏi, thầy giáo Đinh Quang Huy đã xây dựng được một mô hình kinh tế tổng hợp mang lại thu nhập cao cho gia đình. Thầy giáo Đinh Quang Huy ở thôn Thuần Hoan, xã Đông Hóa có 25 năm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, cũng từng ấy năm thầy giáo Huy đã cống hiến kiến thức và tâm huyết cho sự nghiệp trong người, được đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh yêu quý kính trọng. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ của người thầy giáo lúc ở trường, khi trở về cuộc sống đời thương, thầy còn là một tấm gương sản xuất kinh doanh giỏi. Năm 2013, thầy giáo Đinh Quang Huy đầu tư xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp trên diện tích 1,5 hectare, chủ yếu là trồng cây lẻ gỗ, sen cây ăn quả, đến năm 2020, thầy giáo Huy mở rộng diện tích lên 2,5 hectare, trồng thêm các loài cây cỏ mũi. trong đó bưởi là cây trồng chủ lực. Ngoài ra, thầy giáo Huy còn đầu tư chăn nuôi gia cầm, nuôi cả nước ngọt. Năm 2020 vừa qua, mô hình kinh tế tổng hợp của thầy giáo Huy thu lãi 150 triệu đồng sau khi trừ mọi chi phí. Mô hình vườn của tôi thì trước đây là trong các cây như cây keo, cây tràm và các cái loài cây lâm sản ngoài gỗ như cây mây rồi một số loài cây khác nhưng mà nhận thấy là nó không có hiệu quả kinh tế và lại là mỗi lần khai thác cây thì lại là gây sỏi lở đất và phát triển không bền vững chính vì điều đó cho nên gia đình chúng tôi đã mạnh dạn là cải tạo lại và thành là một cái vườn với quy mô là tầm khoảng 2 hecta là trong là cây bưởi kết hợp với chăn nuôi với cái mô hình này là tôi thấy nó phát triển bền vững rất hiệu quả đem lại thu nhập cho gia đình tôi tương đối cao quy trình sản xuất của gia đình thầy giáo Huy được thực hiện theo hướng hữu cơ và khép kín, sử dụng các phụ phẩm từ nông nghiệp để làm thức ăn cho đàn vật nuôi và dùng phân thải của vật nuôi để làm phân bón cho các loài cây trồng. Nhờ vậy, vừa tiết kiệm chi phí, vừa nâng cao hiệu quả sản xuất. Bên cạnh đó, trong quá trình sản xuất, thầy giáo Huy tuân thủ quy trình phong trừ dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, sử dụng bẫy sinh học để bảo vệ cây trồng, vừa đảm bảo an toàn, vừa tổn ít chi phí. nhờ vậy mô hình ngày càng có hiệu quả, thu nhập của gia đình tăng lên qua hàng năm. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ cải tạo và nâng cấp, rồi là phát triển dân, thì có thể là mở rộng diện tích của uh, áo núi, rồi là trong cả cái loại cây, chén cây khác. Bên cạnh những kết quả mà gia đình anh đã đạt được, thầy giáo Huy cũng tích cực hỗ trợ giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm cho bà con trong thôn, trong xã cùng nhau phát triển kinh tế nhiều hộ gia đình đã cải tạo vườn đồi, chuyển đổi cây trồng và bậc đầu cỏ thu nhập tốt hơn phù hợp với định hưởng phát triển kinh tế của địa phương trong thời gian qua. Thời gian gần đây thì trên địa bàn xã Đồng Đồng Hòa chúng tôi cũng đã thực hiện các cái đề án về phát triển kinh tế theo cái đề án của huyện. Trong đó đề án là chuyển đổi các cái cây kèm hiệu quả sang trồng cái ăn quả và đặc biệt là nổi bật lên là có cái mô hình của thầy giáo Đinh Quang Huy là vừa áp dụng à, cải tạo lại cái vườn đồi trong cây ăn quả, vừa là chăn nuôi à, một cái mô hình tổng hợp à, đã đưa lại cái thu nhập kinh tế cao cho hộ gia đình. Trong thời gian tới, thì chúng tôi tập trung tuyên truyền vận động bà con chuyển à, đổi các cái cây kém hiệu quả sang các cái cây có cái hiệu quả cao để đưa lại cái kinh tế cho hộ gia đình cũng như kinh tế của địa phương. Trong quá trình công tác, thầy giáo Đinh Quang Huy được lãnh đạo ngành giáo dục đào tạo ghi nhận và khen tặng vì đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp dạy và học, được bạn bè đồng nghiệp và học sinh quý trồng tình yêu. Không những vậy, thầy giáo Huy còn là tấm gương hăng say lao động và làm kinh tế giỏi, góp phần nâng cao đời sống cho gia đình và phát triển kinh tế địa phương, đáng để mọi người học tập. Thưa quý vị và các bạn, trưởng tình hình dịch Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp. Bệnh viện đa khoa Huyền Tuyên Hóa đã và đang tăng cường các giải pháp nhằm chủ động phòng chống, ứng phó với từng cấp độ của dịch bệnh. Bệnh viện đa khoa Huyền Tuyên Hóa hiện có 146 cán bộ, nhân viên y bác sĩ, công tạc tại 17 khoa phòng. Bình quân mỗi ngày, bệnh viện tổ chức khám và điều trị nội trú cho trên 200 lượt bệnh nhân, thực hiện sự chỉ đạo của ngành y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình và Ủy ban nhân dân Huyền Tuyên Hóa về triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Bệnh viện Đa khoa Huyền Tuyên Hóa đã kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, phân công cụ thể cho các thành viên, xây dựng các kế hoạch phương án cụ thể đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Để tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cũng như đảm bảo an toàn cho đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế và bệnh nhân đang điều trị, công tác sàng lọc, phân luồng tất cả những người ra vào bệnh viện được thực hiện ngay từ cổng. Tại đây, mọi người được hướng dẫn khai báo y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, sàng lọc. Nếu phát hiện cả yếu tố dịch tễ nghi ngờ sẽ được đưa vào khám, cách ly riêng biệt. Tại khu vực khám bệnh, bệnh viện cũng chủ động kê thêm ghế, hướng dẫn bệnh nhân và người nhà giữ khoảng cách, thực hiện cả biện pháp phòng dịch theo quy định. Bệnh nhân mà đến đến khám thì đến cổng bệnh viện thì là vô trực cổng thì sát khuẩn tay, khai báo y tế. Thì nói chung đến bệnh viện thì chúng tôi cũng cảm thấy yên tâm. Nhằm tăng cường kiểm soát dịch bệnh, bệnh viện đa khoa Huyền Tuyên Hòa đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở thuốc, hóa chất, trang thiết bị, phương tiện bảo hộ, vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch. Tổ chức tập huấn các hướng dẫn về khám sàng lọc, chẩn đoán và điều trị COVID-19. Định kỳ phun thuốc khử khuẩn toàn bộ các khoa lâm sàng, cần lâm sàng đảm bảo chống lây nhiễm chéo trong đơn vị. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hướng dẫn người bệnh và người nhà người bệnh nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ trước nguy cơ dịch bệnh trong nhân dân thực hiện nghiêm cả biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới, tuyệt đối không chủ quan lơ là. Thực hiện tổ thông điệp 5K, hạn chế người nhà chăm sóc bệnh nhân, không thăm hỏi trong thời gian nằm điều trị nội trú. Vào nằm viên, nói chung từ ngôi phòng khám cho đến khóa Hà Nội, vì nội chung cùng diệt tình, chăm sóc, có như hướng dẫn bệnh dân rất chú đáo, phải chấp hành đầy đủ nội quý của bệnh viện. Bệnh viện Đa khoa huyện Tuyên Hòa cũng đã xây dựng kế hoạch cụ thể, các y bác sĩ thực hiện nhiệm vụ theo kịp trực và bổ trí nhân lực phù hợp trong một số tình huống có thể xảy ra. Đồng thời kích hoạt cả tổ cấp cứu lưu động phản ứng nhanh, sẵn sàng ứng phó với dịch trong cộng đồng và hỗ trợ tuyến dưới phòng chống dịch. Bên cạnh đó, bệnh viện đã tăng cường công tác vệ sinh, thu gom và xử lý chất thải, rác thải theo quy định. Công tác khử khuẩn toàn bệnh viện được duy trì. Bệnh viện cùng bố trí một khu cách ly riêng để điều trị cho những bệnh nhân nghi ngờ hoặc là bệnh bị covid mà mức độ nhẹ là khu cách ly đó là có 20 giường bệnh và thành lập một kịp để khi có bệnh nhân thì kịp đó sẽ điều trị ngoài ra là bệnh viện là có được sự hỗ trợ của sở y tế là có 400 test à, nhanh covid để khi những trường hợp nào nghi ngờ là bệnh viện sẽ làm test nhanh để phân phân loại ngay từ ban đầu đồng thời là bệnh viện cũng có kế hoạch là mua sắm trang thiết bị các phương tiện để phục vụ cho phòng chống dịch để khi mà có dịch xảy ra thì không bị lúng túng nhất là cũng có đầy đủ là áo quần bảo hộ về oxy khi mà điều trị bệnh nhân ngoài công tác khám chữa bệnh theo quy định thời gian qua bệnh viện đa khoa Huyền tuyên hóa cũng đã phối hợp rất tốt với trung tâm y tế huyện tổ chức tiêm vaccine phòng covid-19 an toàn cho người dân trên địa bàn sự chủ động và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện đa khoa huyền tuyên hóa sự hợp tác của người dân trong thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch đã góp phần bảo vệ an toàn bệnh viện nói riêng thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch covid 19 trên địa bàn huyền tuyên hóa nói chung các truyền hình địa phương do đài truyền thanh truyền hình huyền tuyên hóa thực hiện để đem xin được kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại